ba người thiệt mạng khi Houthi bắn tên lửa vào tàu chở hàng có thủy thủ đoàn người Việt Nam. Trong một cuộc tấn công của nhóm Houthi tại miền nam Yemen, ba thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở hàng Jus Confident đã thiệt mạng. Cuộc tấn công đã khiến tàu bốc cháy và làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Tàu Jus Confident gắn cờ Barbados bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi. Quân đội Mỹ xác nhận vụ tấn công xảy ra ở vịnh Aden vào khoảng 11 giờ 30 GMT. Houthi tuyên bố rằng các cuộc tấn công của họ nhằm hỗ trợ người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza. Ba thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng và ít nhất 4 người bị thương trong cuộc tấn công, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ. Tàu True Confidence có thủy thủ đoàn 20 người, trong đó có 4 người Việt Nam. Hiện chưa rõ quốc tịch của những thủy thủ bị thương vong. Các nước như Mỹ, Anh và Bahrain đã yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền. Sau cuộc tấn công, Houthi tuyên bố True Confidence là tàu của Mỹ, nhưng Mỹ phủ nhận bất kỳ liên kết nào với con tàu này. Các cuộc tấn công của Houthi đang tạo ra tình hình căng thẳng và đe dọa tuyến đường biển quốc tế. Các cuộc tấn công đã đặt ra lo ngại về tính hiệu quả của chiến dịch bảo vệ thịnh vượng của Mỹ và liên minh quốc tế ở Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthi đang khiến cho khu vực trở nên nguy hiểm hơn và có thể dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa mở rộng. Sự căng thẳng tăng lên trong tình hình nhân đạo ở Gaza và gây ra lo ngại về tình hình an ninh toàn cầu. Trong bối cảnh những diễn biến nguy hiểm, cả thế giới đang quan tâm đến cách Mỹ và đồng minh có thể ứng phó với thách thức từ Houthi và bảo vệ tuyến đường biển toàn cầu. Đồng thời, cần có những nỗ lực để chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công liều lĩnh của nhóm này.